ra để giới thiệu các bạn sản phẩm, đó chính là máy máy xay bắt đậu phụ. Với mẫu máy này thì về máy xay bắt liên hoàn này, với chất liệu đó là inox này, đầu inox này, thì mình sẽ được mở bên trong cho các bạn xem sao. Thì đây là đầu máy 125 với mã số là FDMZ 125, với công suất của máy đây là 1,5 ký, công suất của máy 1,5 ký dây đồng. 1 giờ các bạn có thể làm đạt được cho là 70 cân trên 1 giờ. Máy nặng trọng lượng rơi vào tầm 25 cân. Tốc độ xay vắt của nó là 2800 vòng trên 1 phút. Cái lỗ thoáng đây là 100mm, 100 mắc là 100mm. Đây là lưới vắt đá xay. Thì sau khi xay vắt thì bả nó sẽ tách bả một bên và tinh bột một bên, bả bên tinh bột một bên xay vắt. Thì mình sẽ lắp chạy cho các bạn xem. Đầu máy rất là inox, chất liệu là inox, và một phần là lắp bằng inox. Đây là khóa, đây là cái bộ phận da bả này, bộ phận da tinh bột này. Tốc độ là 2800 vòng trên 1 phút. Các bạn ơi, bỏ đông lạnh vào đây, xay bắt tách ra. Tốc độ là 2600. Các bạn có máy xay vắt từng bột, xay vắt đầu nành, liên hệ theo số điện thoại 0934482. Bên mình có rất nhiều mẫu mã nhé, đây là mẫu vòng inox nhé, và có mẫu vòng thép giá rẻ hơn nhé, nhưng mà nó chất liệu inox thì nó tốt hơn, các bạn sử dụng rất tốt. Mình rất là máy khác nhau lại.